Chào tất cả bạn Như Lan. Mình là Ngọc Anh ở Hoa Lan Thanh Anh. Và các bạn thấy những cái hồ điệp thế này, sau khi nó ra hoa thì lá nó sẽ héo như các bạn. Này, ví dụ đây là một cây hồ điệp này. Và cây này chỉ mới ra hoa thôi, nhưng ta ví dụ những cây này nó đã nở 4 đến 5 tháng thì nó sẽ như thế nào? Chắc chắn những cái lá của nó không thể nào nó như thế này được rồi. Nó không thể nào nó cứng cáp thế này. Chỉ trừ trường hợp là chúng ta kết hợp chăm sóc hoa với chăm sóc cây, có nghĩa là ta vừa tăng hàm lượng kali cho hoa, rồi chúng ta lại tăng phần đạm cho cây thì cây mới có thể giữ được cái bộ lá như thế này, đúng không? Còn không thì bình thường chắc chắn một cái điều mà chúng ta dễ nhận thấy là lá của nó sẽ héo như thế này nha các bạn. Đây là những cây mình đã từng làm một số video cho các bạn thấy. Dĩ nhiên là mỗi cây sẽ được làm thành những cái video với những cách chăm sóc nó khác nhau nha các bạn. Rồi, như vậy với những cây như thế này thì chúng ta sẽ phục hồi gồm cả hai yếu tố, đó là rễ và lá. Nhưng cây này chủ yếu nó vẫn là lá nha các bạn. Còn thực sự rễ thì nó cũng không phải là hư toàn bộ đâu, nó vẫn còn có thể tái tạo lại được, có thể sử dụng lại được. Rất là đơn giản, đúng không? Rồi, đầu tiên thì các bạn ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lột bỏ hết tất cả những mà tất cả những cái vớn ra, bởi vì chúng ta thấy rằng những cái vớn này thì nó đã gần như nó ẩm hư rồi. Chúng ta muốn tái tạo lại vớn này, chúng ta phải giặt sạch rồi chúng ta phơi nha. Rồi ở đây vẫn có một số rễ nó rất là xanh hơn, thì chúng ta sẽ giữ lại, và những rễ nào đã hư thì chúng ta sẽ cắt bỏ đi nha các bạn. Đó, các bạn cứ cắt bỏ đi hết tất cả những cái rễ hư. Cây hồ điệp thì chúng ta biết rằng nó tái tạo rễ thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Do đó các bạn chúng ta đừng nên khó khăn, thậm chí có những cây hồ điệp mở ra thế này các bạn cắt bỏ sạch sẽ luôn thì nó tái tạo rễ mới cũng còn nhanh hơn nha các bạn. Tuy nhiên ở đây nó vẫn có những cái rễ xanh thì chúng ta không cắt bỏ đi thì nó phí, đúng không? Chúng ta chỉ cắt bỏ những cái rễ hư thôi, và chúng ta sẽ cắt như thế nào nó làm sạch nha các bạn. Và các bạn lột luôn cả cái những cái lá mà nó khô á, nó sẽ ngăn cản quá trình ra rễ từ thân. Do đó các bạn cố gắng chúng ta sẽ lột hết tất cả những cái lá này luôn, đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta sẽ làm sạch sẽ luôn nha các bạn. Ở những vị trí như thế này thì rễ nó sẽ có điều kiện để nó mọc lá ra, nó đơn giản hơn. Chỗ nào cứng quá thì các bạn dùng kéo chúng ta sẽ cắt, chúng ta lột bỏ đi, đúng không? Bỏ sạch sẽ phần trên như thế này luôn. Đây là một yêu cầu quan trọng để cho rễ nó phát triển nhanh hơn, đúng chưa các bạn? Nó sẽ không gặp cản trở khi nó phát triển ra. Rồi, còn với những cái phần mà lá thế này thì các bạn cũng không tiếc nha. Lá này nó hư hết rồi, chúng ta thấy rằng nó nên bỏ nó đi. Chúng ta cắt, chúng ta bỏ luôn cả phần nó đã bị nhiễm khuẩn rồi, để nó sẽ tái tạo lại thôi, các bạn không lo gì. Với những cây thế này thì lá nó vẫn còn nguyên, những cái lá còn lại, đúng không? Và người ta sẽ tái tạo những lá đã héo. Rồi cây này sẽ tiếp tục, nó sẽ ra một cái mầm mới thôi nha các bạn, đúng không? Chúng ta sẽ chăm sóc bình thường, nó sẽ ra bình thường. Còn các bạn muốn ra mầm nhanh thì ta sẽ có cách khác. Rồi bây giờ những cái cây nha đam mà các bạn trồng, chúng ta nên cắt một vài bề. Trong thời gian đó thì chúng ta rửa sạch cái cây như là cái cây hoa lan mà các bạn đã cắt tỉa nha, ta rửa sạch. Rồi tiếp theo các bạn sẽ dùng một phần của củ gừng. Rồi các bạn sẽ dùng kéo hay là dùng dao vào đó, chúng ta sẽ sắc nó nhỏ nhỏ ra nha các bạn. Rồi cho vào một cái ly đựng nước như thế này. Chúng ta vẫn có một cái ly thứ hai nha. Đó là chúng ta sẽ dùng để sắc cái bể nha đam mà các bạn đã cắt. Rồi chúng ta sẽ sắc nhỏ ra, ta cho vào thế này. Có hai cách. Cách thứ hai là các bạn có thể cho hết vào, chúng ta xay, đúng không? Nhưng mà cũng không cần đâu, chúng ta xay gọn như vậy. Rồi cây hoa lan sau khi rửa sạch thì các bạn có thể dùng một cái thau hoặc là một cái thùng đựng nhỏ, rồi các bạn sẽ cho vào đó. Cái nồi loại này nó sẽ là kích rỡ nha, còn cái này nó sẽ giúp cho lá phục hồi cực kỳ nhanh nha. Đó các bạn thấy không? Nếu nó chưa ngập thì các bạn cho thêm một ít nước rồi sẽ ngập vào. Và các bạn nên ngâm như thế này trong khoảng
thời gian là 1 tiếng đồng hồ nha mọi. Rồi công đoạn cuối cùng chúng ta là các bạn chuẩn bị cái chậu ha. Các bạn cho một ít xốp vào dưới đáy để cho nó sẽ tạo độ thông thoáng nha các bạn. Sạch sẽ thông thoáng và cây nó sẽ không bị ẩm hư rửa đúng không? Đó, các bạn cho hết xốp vào ở phần đáy chậu nha. Rồi sau đó thì các bạn cho ít than ở phần trên. Than được xem là một giá thở cực kỳ ok để chúng ta trồng cây lan hồ điệp nha các bạn. Thực sự than rất là quan trọng. Rồi cây các bạn đã ngâm rồi, chúng ta sẽ lấy ra. Trong trường hợp này các bạn chỉ ngâm bằng nha đam, do đó là các bạn thấy nó sẽ khá là đơn giản, chúng ta không cần phải rửa lại làm gì, đúng không? Đó, đây, các bạn dùng than để chèn nha. Cây các bạn nhìn thấy sau khi ngâm nha đam và gừng thì các bạn thấy lá xanh mướt rồi các bạn. Dĩ nhiên là lá bên tay phải nó có héo, nhưng mà các bạn bình tĩnh, chúng ta sẽ vào chậu thế này đã. Rồi sau đó thì mỗi tuần các bạn sẽ tưới nha đam 2 lần nha. Các bạn có thể lấy lá nha đam ta xay lọc lấy nước đỡ tủ lạnh, đó chúng ta sẽ tưới dần. Cách tưới là với bình 2 lít thì chúng ta sẽ cho khoảng 1 ly uống nước trà vào, nha đam pha với bình đầy 2 lít nước thì các bạn tưới nha. Khi tưới các bạn tưới đậm luôn, tưới từ lá đến rễ nha các bạn. Và cây này các bạn không sợ nó bị thối nhũng gì đâu, bởi vì nó rất là thông thoáng rồi. Rồi các bạn cho thêm một ít giớn ở xung quanh để cho quá trình ra rễ của nó sẽ ổn hơn, bởi vì giớn nó giữ ẩm rất là tốt nha các bạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách tái tạo cây lan hồ điệp sau khi nó bị héo lá và hư rễ. Cái này cực kỳ hiệu quả nha các bạn.